Trong chương trình giải trí hôm nay chúng ta cùng xe chơi xe RC ở núi nhé. Chơi xe RC là một trò chơi khá thú vị. Một chiếc xe RC bánh to chạy xăng có thể tăng tốc ôm cua vù vù. Chúng ta hãy cùng xem các nhà chơi xe RC nước ngoài mang xe off-road vượt địa hình nhé. Những chiếc xe RC mini có thể leo dốc, vượt đồi, lội suối và lao qua bùn cực khỏe. Vượt suối chỉ là chuyện hết sức đơn giản với các chiếc xe RC mini, những chiếc xe vớt nước tiến lên ào ào.